Em xin chào mọi người nhé. Chào mọi người đã đến với kênh bán MacBook của em hôm nay mọi người này. Thì bên em rất sẵn các dòng máy từ 2015 đến 2019, 20, 21 đều có mọi người nhé. Kể các dòng Pro thì bên em cũng vẫn có luôn mọi người nhé. Thì đây em về đây là một mẫu máy rất là đẹp cho mọi người này. Sạc zin theo máy 30W mọi người nhé. Đây là một con MacBook E. Đó, sạc zin theo máy đây mọi người nhé. Sạc còn rất là đẹp như này mọi người này. Tình trạng sử dụng máy rất là ít. Đây mọi người nhé, cáp sạc của máy đây đang rất là đẹp luôn. Đó, máy thì là đang vẫn máy rất là đẹp mọi người nhé, đang còn khách còn đang dán chống xước luôn mọi người này. Đó, khách còn đang dán chống xước luôn. Nói chung mà bây giờ mọi người muốn máy đẹp keng sà beng thì chỉ có máy mới thôi, chỉ có một máy mới. Chứ mọi người mới mua cũng đương nhiên là sẽ có một số cái xước răm nhỏ, cái này xước lông mèo khó mà tránh khỏi mọi người nhé. Đây là một con MacBook E mọi người này, nhìn này, mặt trên này, đó, đây này, phải chút xíu đây này. Nói chung là mua máy cũ thì cũng không thể tránh khỏi được mọi người nhé. Đó, rất là đẹp, đang dán chống xước luôn, cạnh viền của máy đây mọi người nhé. Một em MacBook E, các cạnh không có cấn gì đâu mọi người nhé. Phẩy nhẹ, nhiều khi nó phẩy nhẹ một chút thôi. Đó, đây là chỗ này này. Đây này nó không được gọi là phẩy, nó bé quá. Đây là hai cổng Type-C mọi người nhé. Hai cổng Type-C mặt sau đây, rất là đẹp luôn. Khách còn đang cảm giác là giống xước mà mọi người. Góc cạnh, đấy, bên này là cổng jack tai nghe 3.5 mọi người nhé. Rất là đẹp, rất là ok. Rồi, mặt sau của máy đây mọi người nhé. Rất là đẹp luôn mọi người, có xước một chút thôi không đáng gì cả. Model A1932 mọi người nhé, chip T2 của đời 2019. Đó, rất là ok mọi người nhé. Con này đã có Touch ID bảo mật bằng vân tay mọi người nhé. Touch ID bảo mật bằng vân tay. Và cái đời 2019 này mọi người chỉ cần mở máy lên là nó sẽ tự khởi động mọi người nhé, không cần phải ấn nút rồi, sẽ tự khởi động luôn. Đây mọi người này, tình trạng máy bắt bên trong rất là tốt này mọi người này. Đó, dùng nhiều thì là cái chỗ để tay này thường nó sẽ bị ố mọi người này. Máy sử dụng rất là ít nên là nói chung là về cái ngoại hình thì tương đối là đẹp. Tầm 98-99% mọi người nhá. Cái phím này. Đó, mọi người quan trọng nhất là mọi người mua thì mọi người xem cái phím này. Dùng nhiều nó sẽ bị bóng cái phím. Hai phím rất là đẹp. Chơi bị bóng luôn mọi người nhá. Đây màn hình của nó đây mọi người, màn hình rất là đẹp luôn mọi người nhá. Rồi sẽ mở máy lên luôn. Nếu nó đi mật khẩu nó không để Touch ID. Ai mà lấy thì để tự để Touch ID sau nhá. Rồi sẽ vào luôn giới thiệu cái máy này mọi người nhá. Đang chạy macOS Catania bản 15.7 mọi người nhá. 10.15.7. Con này là MacBook Pro, MacBook E Retina 2019 mọi người nhé, MacBook Air Retina 2019 13 inch mọi người nhé. Đó, bộ xử lý của nó là 1.6 GHz i5 loại kép mọi người nhé. Bộ xử lý là i5 loại kép mọi người nhé. Đó, bộ nhớ RAM là 8GB này mọi người này, bộ nhớ RAM là 8GB. Nó đang chạy cả đồ họa Intel Graphics, cái này các màn hình đấy mọi người ạ. Đây là số series của máy đây mọi người nhé. Mọi người có thể tự lưu trữ, tự trích web giúp em. Đây, ổ lưu trữ của nó là 256GB mọi người nhé. Ổ lưu trữ 256GB. Đấy, nguồn điện rất là ok mọi người nhé. Mới sạc 400 lần thôi. Tình trạng sạc pin đang còn là bình thường mọi người nhé. Sử dụng cho em khoảng cái độ gần 4 tiếng mọi người nhé. Gần 4 tiếng với con máy này. Nói chung là với laptop mà sử dụng khoảng gần 4 tiếng là rất là ok rồi mọi người nhé. Rồi sẽ xót nhỏ lại một chút. Rồi giờ bây giờ em sẽ test qua vì màn hình nha mọi người nhé. Nhưng cái dòng Mac thì là cái màn hình nó thực sự nó quá quan trọng. Cái màn hình nó thực sự nó rất là quan trọng luôn. Riêng cái màn hình mà ám ố thì là mất giá rất là nhiều. Nên là cái bên em nhập máy về thì sẽ test rất là quan trọng cái màn hình.
màn hình đồng màu mọi người nhé. Đó, màn hình này mọi người nhìn thấy không, màn hình sáng đẹp đều màu, không hề có chấm điểm, chết điểm, chết lưu icon hay là lưu ảnh, lưu màu hay sọc gì đâu mọi người nhá. Cái quan trọng nhất là cái màn hình này rất là đắt, màn hình Retina của MacBook này hiển thị cực kỳ đẹp, màn hình thì rất là đắt mọi người nhá. Nhưng mà nó có cái máy nào bị ám thì nó sẽ mất giá trị của máy rất là nhiều. Rồi đây sẽ chuyển thành màu xanh đây mọi người nhá. Đó, màu rất là đẹp, rất là đều màu cho mọi người. Màu tím mộng mơ này. Đó, mọi người thấy không? Máy rất là đẹp luôn. Còn đây là màu silver mọi người nhá. Màu silver, màu gần như màu bạc, màu trắng bạc mọi người ạ. Màu silver ạ. Máy thì là tương đối là đẹp đến 90%, nếu mọi người muốn máy đẹp keng nữa thì là cũng có nhưng mà nó ít thôi. Đây mọi người xem này, rất là đẹp luôn. Hiển thị rất là đẹp luôn. Camera của dòng này cũng rất là ok mọi người nhé. Đây camera đây mọi người nhé. Nói chung là camera của Mac thì nó cũng không được tốt lắm đâu, gọi là trung bình thôi mọi người nhé. Gọi FaceTime kiểu gọi trung bình thôi, camera trung bình thôi. Riêng laptop thì mọi người kể cả tất cả dòng camera nó cũng vậy cả, chưa được tốt lắm. Rồi bây giờ em sẽ vào Safari và check loa cho mọi người luôn nhé. Đầu tiên thì sẽ vào YouTube và mọi người cho mọi người xem cái màn hình Retina của Mac nó hiển thị rất là đẹp luôn mọi người nhé. Rồi em sẽ tìm về một cái đó, tìm cái này. Tại vì sao cái này, tại vì mọi người xem cái này thì mọi người sẽ không bị đánh bản quyền mọi người nhé, không bị đánh bản quyền âm thanh và nhạc, vẫn bị nhưng mà nó ít khi bị đánh bản quyền mọi người nhé. Máy rất là mượt đó mọi người nhé, kích phát ăn luôn đó, thấy không? Dòng 2019 này thuộc dòng chip T2 rồi mọi người nhé. Chip T2 thì nó sẽ tiết kiệm pin tốt hơn và chung là máy nó sẽ mượt mà hơn một chút so với dòng chip T1 mọi người nhé. Máy hình thức thì tương đối là đẹp 99% và còn nguyên cả cái miếng dán chống xước của khách mọi người nhé, còn nguyên cả miếng dán chống xước luôn mọi người này. Đó, ai mà đang cần một bộ máy mỏng nhẹ tiện lợi để đi học đi làm văn phòng các kiểu ấy thì là liên hệ trực tiếp cho em qua số điện thoại Zalo có như ở phần bình luận và mô tả mọi người nhé. Đây một con màu silver 2019. Rồi em xin phép kết thúc video ở đây. Em cảm ơn mọi người nhé.